Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Tiếp tục với series build cũng như là review về nhân vật, thì chúng ta sẽ bắt đầu với một series mới, sẽ đi build nhân vật Summoner đi theo đường pháp thuật và sử dụng skill là Aqua Beach hoặc là Fire Beach. Và hiện tại mình đang sử dụng là skill Fire Beach, một trong những skill đánh xa hay còn gọi anh em Việt Nam mình gọi là thả chó vàng. Và trong series này mình sẽ đi từ cái đồ thấp nhất là đồ thần Mix Chrome giữa Sme, và cũng như cho đi đến set thân cao nhất là set Cyber Hut của nhân vật Sung. Và cùng với mỗi set thân cũng như là đồ thần đó thì em Sung của mình có thể đi trên được ở map với level bao nhiêu và có thể kéo team hay không. Và trước tiên chúng ta sẽ phải giới thiệu qua một chút về cái trang bị của em đó. Và hiện tại em này đang mang trên người một cái cánh Wing 4 với khả năng đem lại được tăng lên 70% đam và hấp thụ đi 73% đam nhìn vào, cũng như là ốp Witcher ốp phép thuật được tăng lên 16 và cộng thêm 40 điểm vào máu. Set đồ em nó đang mang trên người chỉ là set Stamina và được mix bởi quân Chrome và một cái nhẫn của Chrome. Hiện tại nếu như mà anh em chơi Summoner mới bắt đầu á, thì sẽ có được hai cái cách để build áo quần. Một là full set Chrome và được mix thêm bởi là cái áo của Stam và là cái chân của Stamina, thì sẽ được tăng thêm là 15% quick down. Hoặc giống như mình, anh em sẽ full set Stamina và được mix với cái quần và cái nhẫn của set Chrome để được tăng thêm 20% double down. Đây là hai sự lựa chọn của anh em. Thì nếu như mà anh em đi theo đường pháp thuật hay kể cả là đường đánh dòng cung thì mình khuyên anh em là nên đi theo sách Stamina, nó sẽ hợp lý hơn vì nó được tăng thêm 15% quick down. Và các ổ khi mà anh em đủ bộ set đó, thì nó sẽ giống như set Chrome. Nhưng mà khi mà anh em mix set Chrome á, thì nó lại được lời thêm là 10% double damage rate, rất là ngon. Kèm theo đó mình sẽ sử dụng một cái vòng cổ là Wick Dam, với được tăng lên một hai level 20, 2% và 7 speed, cũng như là hồi 8 mana khi mà giật quái. Nên mình sẽ không lo về lượng mana bị hao hụt khi mà đi trên thời gian dài. Kèm theo đó mình sẽ sử dụng một cái cặp khuyên tai Erin với Agi và 400 mana, cũng như là khuyên tai tải là sẽ là Wick Dam level 700 và 750. Kèm theo đó mình sẽ sử dụng thêm một cái vũ khí là Stick cộng 11 với ộp là 10% đam hoàn hảo và là tăng thêm đam ở mỗi level 20. Tại sao mình chỉ là cộng 11 đối với là vũ khí rút hay là vũ khí thân level 400? Thì nếu như mà anh em tăng lên cộng 12, 13 hay cho định kể cả là 15 thì tất nhiên là lượng đam của em nó sẽ là càng cao hơn, nhưng mà nó rất là thừa vì lên cao là anh em phải bỏ bùa nhiều. Bỏ bùa thì là sẽ tốn tiền, nhưng mà khi anh em chỉ cần cộng 11, sau này anh em up lên cái gậy sẽ level 600 thì nó là hợp lý hơn, nên anh em chỉ nên để là khoảng tầm cộng 11 cho nó có kinh tế. Và một cuốn sách chỉ là Book of Law của cuốn sách lớn này, cộng 15 lúc level 20 và 7 speed. Riêng sách đồ mình bán trên người là đã được cộng 14 tốc độ đánh rồi, rất là khá là ok. Và chỉ là video cùi nên mình chỉ dùng là sách của Dual Cell Scrot cộng 7 với attack dam là sẽ là 273 và 312. Còn thủ với element thủ thuộc tính là sẽ lên đến 309. Đánh như thường thường là quả đánh vào thuộc tính quá nhiều là mình mất máu. Ok, mình sẽ phải đi thử đam của em nó để xem em nó có thể đam tổn ở những map level bao nhiêu. Chúng ta sẽ thử bắt đầu với map level 770, chỉ là dung eon 1. Đối với khi mà anh em đi trên súng ấy, thì chỉ nên đứng từ xa thôi, không nên đứng vào tâm cục. Lúc mà spot quái ra, tại hiện tượng là quái bua lại cắn nhân vật của mình, anh em lưu ý. Đây. Và một trong những điều khi mà anh em lưu ý để auto của em này á, là rank của cái fabric này á chỉ là rank 7, thì nên khi mà anh em để auto á là anh em nên chỉ để rank 6 hoặc là rank 7. Tình hiện tượng là anh em để rank 8, khi mà quả xuất hiện vào rank 8 là làm nên con nhân vật của mình cứ đi lui đi lại nên nó sẽ không đánh liên tục được. 71k đam cái liên quả là phơ rồi luôn, 80k đam luôn rồi. Ok, chúng ta sẽ đi đến map Dung Gheo 5 và về nó đôi điều về cộng điểm bảng bốt bốt bảng C cũng như là bảng Master. Lượng quả đánh lượng đam mà quả đánh ra là sẽ tầm 200 và 300 đam thuộc tính. Thì có một cách rất đơn giản để anh em có thể tính được cái lượng đam mà mình phải chịu khi mà lên mỗi map, thì anh em nhấn M lên và chỉ vào cái map mà anh em muốn đứng. Đây, giống như là map Dung Gheo 5 thì bên cạnh đó nó sẽ xuất hiện là Defense 2966.
đam của ý mình quái gây ra là sẽ là 1998, và đẹp của ý là mình quái là sẽ là 2007. Và chúng ta đã có được thông tin của quái ở cái map này thì chúng ta chỉ cần bật bảng C lên, chuyển qua tab 11, chúng ta sẽ có được defense PVP của mình là 933, nghĩa là defense cơ bản khi mà quái đánh thì ứng với là hồi này là 1900. Thì mình nhớ xem lại nào, 1998 lượng đam, nhưng mà mình thủ 900 thì lượng đam mà quái gây cho mình sẽ rơi vào khoảng từ 700 đến 800 đam một hit, là đam thuộc tính. Nhưng mà vì lượng đam của một con quái trên này là khác nhau nên lượng đam mà mình phải chịu sẽ dao động từ 300 cho đến 800, khoảng từ đó. Việc có được thông tin quái của một map thì dễ dàng cho anh em được tính toán được lượng sức chịu đựng của mình cũng như là sức đánh của mình có thể có liên tục ở cái map này hay không. Ở đây nó sẽ cho mình thấy được lượng đam thuộc tính của mình là 4592 trên 660, đó tắc bao của đam thuộc tính. Nhưng mà quái nó thủ rất là cao nên chỉ 27 lần nên mình đánh là gần như là mít, không hề nhảy đam thuộc tính anh em. Mít anh em thấy không? Thì tại sao là mít? Tại vì vậy á, đây mình sẽ kỳ lại một lần nữa, tại vì lượng đẹp thuộc tính là 2007 ở dòng cuối cùng ở bản thân năm, nhưng trong khi đó đam thuộc tính của mình chỉ là 492 để 600 mà thôi, nhưng khả năng đam gần như là âm rồi nên mình lấy 400 cho là 660 đi, trừ cho 2007 là âm tính 2001, nên mình đánh quái sẽ là mít. Lâu lâu nó có tỷ lệ bỏ qua phòng thủ nên nó mới có được một vài trăm cái điểm đẹp thuộc tính mà thôi. Ok, mình sẽ đi đến với map dung Swap Danet đâm lên đen tối. Mình vừa di chuyển lên map Swap, map level 800. Và như anh em cũng đã thấy, khả năng clear quả cũng cực kỳ ổn định. Lượng đam đem lại sẽ cũng dao động từ tầm đến 70k cho đến 80k đam. Và lượng đam gây ra rất là dày, nên khả năng quả mà máu tụt rất là nhiều, thì clear quả rất là ổn định. Vậy thì chúng ta nên tăng bảng C của em nói như thế nào để có được đường thủ cũng là lượng đam ổn định như vậy? Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua một chút về bảng C của em nó. Với hiện tại level là 1050 và mình chưa ăn được fruit, nghĩa là chưa tăng hoa quả, nên chúng ta chưa có thêm được 127 điểm để tăng. Thì với những điểm cơ bản chúng ta sẽ tăng vào khoảng 358 sau, để sau này mình không cần tẩy lại để tăng thêm khi mà sử dụng ở cấp vũ khí level cao hơn như là 600, 800 hay là 1000. Tiếp theo đó mình sẽ tăng vào Aki khoảng 900 để đổi lại vừa có được tốc độ đánh là khoảng tầm 157 trên 158 và có thêm được một lượng thủ element cũng như là thủ cơ bản là 2500. Và mình dồn hết tất cả các điểm còn lại vào NE năng lượng để đổi lại lượng đam. Và như anh em cũng đã thấy, lượng quýt đam của mình là dao động từ 4026 đến 4500 và được cộng thêm là 5887 điểm có từ trang bị cũng như là cộng bằng master. Thì ở đây có một lưu ý cho anh em á, là cái cộng 5887 điểm này nó được phụ thuộc rất là nhiều vào cái gậy. Cái gậy của mình sẽ được tăng đến là 130% sức mạnh thiệt thuật, nghĩa là 130% nhân cho 4529, nghĩa là nhân cho mắc đau một phép thuật, thì nó sẽ ra là được khoảng 5700 đo và được cộng thêm 17 sắc đô nữa và win, thì nó sẽ là gây ra 5700. Nhưng cái lượng mà trong tổng 5700 này á, thì cái gậy nó mang lại lượng sức mạnh thiệt thuật là cực kỳ là nhiều, nên khi mà anh em lưu ý cái việc tính đam của gậy để có thể tăng được điểm pull hợp lý. Với bảng pull như thế, chúng ta sẽ mở qua bảng pull chi tiết, sẽ được crit đam là 35%, challenge đam là 25, đục vào đam là 23%. Nghĩa 23% á, nghĩa là khoảng trong vòng 10 lần đánh á, mình sẽ có khoảng là 2 lần đánh, 2 đến 3 lần đánh được đục vào đam, nên tỷ lệ gây ra đục vào đam rất là dày. Và khả năng bỏ qua phòng thủ, tỷ lệ bỏ qua phòng thủ là đến 10-8% lần. Việc này là làm cho em nó đi clear quả rất là dễ dàng. Và đối với bảng Master thì sao? Đối với bảng Master 1 thì đi PVP mà, ở đi PVM mà, rất là đơn giản. Ở cột thủ sẽ tăng 10 điểm ở ô cơ bản để có thể lấy được vào 20 điểm Agi. Và mình chỉ tăng 20 điểm NE và lấy 13 điểm Sustain để giảm cái điểm pull ở cái bảng C lại, và mình được tăng vào cái bảng NE mà thôi. Còn đối với máu là mình sẽ không tăng, mình sẽ tăng phụ thuộc vào ở các ô tiếp theo của bảng Master, chứ không phụ thuộc vào cái bảng này. Và đối với cái ô win thì win này là chỉ là win 3 mới có tác dụng, nên mình đã sử dụng win 4 sẽ không tăng, dồn điểm cho các ô khác. Mình sẽ lấy 10 điểm vào khả năng tấn công thành công,
và 10 điểm vào position để có thể tăng được 10 điểm vào chain inline để có thể học được skill root. Anh em lưu ý khi mà muốn học skill root Firebeat hoặc Aquabeat thả chó thì phải tăng 10 điểm vào ô này thì mới có thể học được. Và như là nói lúc này và lấy 15 điểm để tăng vào máu chứ không sử dụng vào ô này. Sau đó mình sẽ tăng vào 20 điểm Magic Mastery để tăng lên lượng Quick Dam, lượng Dam phép thuật lớn nhất. Để sau khi đó có thể cầu được vào gây á, cho mình sẽ nhận được một cái lượng Dam phép thuật ổn định. Và ô mana thì một số anh em nói là khi mà mình tăng mắc mana ở đấy á, cỡ cái ô này thì lượng sức mạnh phép thuật cũng sẽ tăng lên. Nhưng mà đối với server của mình là điều này sẽ không xảy ra. Nên là cho dù anh em tăng cái lượng ô này lên 20 điểm hay là 10 điểm đi nữa thì cái lượng đá phép thuật của anh em sẽ không thay đổi, nó chỉ tăng lên được cái mana tối đa mà thôi. Tiếp theo mình sẽ lấy ở đây có hai ô búp và khi anh em đi trên thì chỉ sẽ sử dụng được một trong hai mà thôi. Nên anh em lưu ý một bên là sẽ giảm cái lượng đam mà quái gây ra cho bản thân và một bên sẽ là tăng cái khả năng bỏ qua phòng thủ của quái. Tiếp theo đối với bản tấn công mình sẽ tăng 10 điểm vào attack rate, 20 điểm stick và 20 điểm stick mastery để có được lượng attack power tốt nhất và lấy 10 điểm mỗi khi đánh nhập được quái để hồi lại cho mình được là khoảng 7,79 máu trên một con quái. Có phân hồi nào đó khả năng hồi máu của mình sẽ lấy 17 điểm và tăng quick down và lấy 10 điểm max vào obook. Tiếp theo chúng ta sẽ phải lấy bên này luôn là mini mặc minh của đam phép cũng như là đam cô, lấy 10 điểm khả năng hồi tất 100% máu để tránh hiện tượng là bị mà hết máu anh em không mang đủ máu trên người mà bị quả đánh chết. Và bên đam cô cái này thì anh em nhìn sẽ lưu ý nếu như mà anh em clear quả ở tầm xa rồi á thì ô này không cần tăng, nhưng mà khi mà anh em chưa đủ đám á, quả nó đến gần trong vòng 4 ô của việc đánh quái thì việc mà anh em gây thêm đám trong vòng 4 ô này làm kết thúc quái nhất quái từ khi quái đến gần bản thân thì giúp cho bị ảnh hưởng bởi chất đam của quái mà thôi. Và lấy 13 điểm chia đều cho đục vào đam và cũng như là bỏ qua phòng thủ. Và trước khi nói về đến mặt Master 4 chúng ta sẽ thử mang em nó lên đến Cube xem sao. Map level 850 OK, như vậy là mình vừa lôi em nó đến map của em Mai, map level 850. Và như anh em đã thấy, khả năng đam cũng như là sức chịu đựng của em nó đủ để có thể trên ở map này. Đối với khi mà anh em bán set thân cho mà thôi và một cây gậy 100. Tuy rằng việc đi trên này nó sẽ vẫn còn mất máu, nghĩa là lượng đam mà quả gây ra cho bản thân mình cũng khá là lớn. Nhưng mà nếu như mà anh em đi một team 5 người và để cho súng đi clear quái là đam chính người killer và có e book thì cái việc mà mất máu này là sẽ không thể nó đáng kể và anh em mình có thể tiến tốt, không cần phải lên những chiếc đồ cao hơn. Thì bảo mắt ta bụng của em nó ra sao để có thể tiến được ở cái map này, đây là cũng một cái điều cực kỳ quan trọng. Đối với bảo mắt ta 4 mình sẽ vẫn phải tăng vào cái skill chỉ là Firebeat thả cho vàng. Chúng ta sẽ di chuyển qua ô 1, 2, 3 và 4. Ở cột đầu tiên mình sẽ lấy mắt điểm để đạt được cái lượng đam tối đa, được sức mạnh phép thuật tối đa cho em nó. Và mình sẽ phải tăng 30 cái điểm vào máu để có thể đạt được đến 2.000 một máu. Anh em có thể thấy máu của nhân vật mình hiện tại lên đến 5.300, cũng rất là khá là cao đối với một server đơn vị set. Tiếp theo mình sẽ lấy 10 điểm ở cái ô búp của bắt máu và cũng như là 10 điểm búp tối đa của nó. Sau khi đạt được 10 điểm như vậy chúng ta sẽ để tăng max vào ô 40 khả năng sức mạnh thực phẩm Wisdom này, anh em thấy không? Tăng 40 điểm vào đây sẽ đạt được đến là 470 sức mạnh thực phẩm lần. Sau này nếu như anh em có nhiều điểm hơn, anh em có thể tăng vào một ít vào skill down, cũng như vào tăng vào điểm tôn ở đây, tôn của bạc tới 4 và cũng như một chút điểm thủ của Death Win cũng như là điểm đam của Win. Đây là khi mà anh em có thêm điểm, anh em cứ tăng như vậy thôi, không có gì phải quan trọng cả. Đi PVM là một thứ rất là dễ dàng khi mà anh em chỉ nhận được sức chịu đựng của bản thân cực kỳ ngon lành luôn. Một cái xẻm đồ cùi mà có thể farm được như vậy là khá là ok rồi anh em ạ.
Như vậy là mình vừa đi đến map A71, map Atlant mới. Đây anh em có thể thấy map level 1000, trong khi level của mình chỉ là 1050 và mang đồ rất là cùi, nhưng mà vẫn có thể trên được nha anh em. Tuy đang mất máu khá là nhiều ấy, anh em có thể để ý ở đây cái lượng đam element lên đến 2007, nhưng mà lượng đẹp element của quái là 1600. Lượng đẹp của quái, element của quái đã giảm so với các map trước, nhưng mà lượng đam lại tăng lên cực kỳ nhiều. Những cái việc mà mình mà phải chịu đựng khá là đau ấy, một hit của quái sẽ gây ra cho mình vào khoảng gần 1000 máu, kể cả đam thuộc tính cũng như là đam thường. Đây anh em có thấy máu mình muốn tụt từ 68 xuống con 67 này, chuẩn bị là 66 rồi đấy. Khi mà anh em đi chơi súng với map Aqua Fabric hoặc Aquabic á, là anh em phải lựa cho mình cái góc đứng để có thể vừa đánh được quái và không phải là cái góc mà quái hiện ra, và giúp cái dồn nhiều người để cái nhân vật của mình gây cho mình bị sốc đam. Nhưng mà anh em đi với một team và có e-book thì dù rằng là đồ cùi nhưng mà anh em vẫn có thể gây được ở cái map cao này. Đấy anh em thấy không, lượng đam mình gây ra cho quái có thể là dao động từ 20k cho đến 70k. Đấy, mình phải bơm máu rất là nhiều, và việc đi tên này bắt buộc mình sẽ phải có e-book, nếu như là không thể tên trên nổi. Ra đối với map Atlant 1 mà nhờ như vậy thì tất nhiên đối với map Atlant 3 thì chúng ta sẽ không phải không thể nào tu nổi được, và chúng ta sẽ phải dừng cái video này ở đây khi mà sử dụng set thân Scamander cũng như là Chrome cộng 9, một cây gậy cộng 11. Ở video tiếp theo mình sẽ úp cái set thân này của mình lên set thân 400. Đây mình đã chuẩn bị hết rồi, và chúng ta sẽ quay trở lại đối với map này để xem lượng đam và cũng như lượng thủ của em đã được tăng lên bao nhiêu hay không. Và hy vọng video này có thể giúp ích được cho anh em tránh được phần nào nên tính kinh tế khi mà đầu tư quá nhiều vào set đồ khi mà chơi game online đối với nhân vật Summoner. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Anh em đừng quên để lại cho mình một bình luận cũng như là một like để như cảm thấy video này có ích, và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các video nhé anh em.